Lô ship giao bất kỳ thứ gì chỉ trong 1 giờ. Lô ship từ giao đồ ăn, đi chợ giúp bạn và nhiều dịch vụ khác, tất cả đều free ship. Lô ship hiện đã có mặt tại Hải Phòng và Hạ Long, bên cạnh thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Biên Hòa. Ủng hộ Lô ship như ủng hộ người Việt Nam. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry khám phá thế giới. Những cuộc chiến giữa Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo chưa bao giờ là một chủ đề hết nóng bỏng. Với trong suốt một thiên niên kỷ trước, ngược dòng thời gian trở về thế kỷ thứ 11, xung đột giữa hai thế lực này đã lên tới đỉnh điểm. Máu, nước mắt và cả tính mạng của những tín đồ của cả hai đã đổ xuống. Từng đợt sóng ngầm đã tích tụ suốt hàng trăm năm. Ngọn lửa chiến tranh cũng có thể bùng cháy bất cứ lúc nào. Và rồi, điều gì đến cuối cùng cũng đã phải đến. Định mệnh đã sắp đặt trước, hai tôn giáo này khó có thể chung sống hòa bình. Chính những xung đột không thể vãn hồi đã đẩy Hồi Giáo và Thiên Chúa Giáo vào thời kỳ loạn lạc kéo dài 200 năm, bắt đầu bằng những cuộc thập tự chinh đầu tiên vào năm 1095. Thế nhưng ít ai biết rằng, 9 cuộc thập tự chinh này có thể đã không xảy ra nếu như không có một sự kiện gây chấn động Thiên Chúa Giáo phương Tây và toàn cõi châu Âu. Sự kiện được ví như giọt nước làm tràn ly, dẫn tới 200 năm liên miên chiến loạn giữa Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo, chính là thất bại đầy tủi nhục của đế chế Đông La Mã trước đế quốc Hồi Giáo của người Thổ, khiến cho hoàng đế của đế chế Đông La Mã trở thành tù binh của quân Hồi Giáo. Một trong những trận đánh quyết định cho toàn bộ cuộc tiến công của người Thổ chính là chiến thắng trong trận Manzikert. Vậy, các bạn có thắc mắc rằng trận chiến được coi như ngòi nổ cho những cuộc xung đột không thể vãn hồi giữa Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo đã diễn ra như thế nào không? Và rốt cuộc nó ảnh hưởng như thế nào tới quyết định viễn chinh bằng đội quân thập tự của Thiên Chúa Giáo? Hãy cùng Battle Cry tìm hiểu ngay nhé! Sự suy yếu của đế chế Đông La Mã. Mặc dù đế chế Đông La Mã mãi tới tận thế kỷ thứ 15 mới sụp đổ, và trong thời kỳ trước đó thì đế chế này vẫn còn là một quốc gia hùng mạnh nhất thời kỳ Trung Cổ. Nhưng sự thực thì đế chế này đã suy yếu từ thế kỷ thứ 11 dưới thời của hoàng đế Constantinos thứ 9. Constantinos 9 là một vị hoàng đế vô cùng say mê triết học và thần học, nhưng tiếc rằng ông không có được cái tài điều binh khiển tướng. Vậy nên đế chế Đông La Mã đã suy yếu nhanh chóng. Dưới sự trị vì của ông, hầu hết lãnh thổ nước Ý thuộc Đông La Mã đã rơi vào tay của người Norman, cũng như mất một phần lãnh thổ không nhỏ vào tay đế quốc Hồi Giáo Seljuk. Sau khi Constantinos IX qua đời, Constantinos X lên ngôi, mang theo khát vọng chấn hưng triều đại, nhưng tiếc rằng ông chỉ có tâm mà không đủ tầm, thế nên những cải cách của ông cũng không đi tới đâu. Dưới triều đại của ông, đế chế Đông La Mã được đánh giá là hùng mạnh hơn cả, đã lần đầu tiên đụng độ trực diện với người Hồi Giáo của vương triều Seljuk để tranh giành thành phố Ani, khi đó là thủ đô của người Armenia, ngày nay là một thành phố ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù được đánh giá là kèo trên với đế quốc Hồi Giáo Seljuk mới nổi, thế nhưng người La Mã đã phải vô cùng chật vật mới có thể chống lại được sức mạnh của những chiến binh Hồi Giáo. Cuối cùng, Constantinos X phải chủ động xin đế quốc người Thổ giảng hòa vào năm 1064, nhưng sau đó chỉ 3 năm, người Thổ đã chiếm được thủ đô Ani của người Armenia trước sự bất lực của đế chế Đông La Mã hùng mạnh năm nào. Thực sự thì ánh hào quang của đế chế này đã xuống mồ cùng với những vị hoàng đế khai quốc. Cơn ác mộng của Đông La Mã đã chuẩn bị bắt đầu. Kế hoạch của Romanos IV. Năm 1068, hoàng đế Romanos IV lên nắm quyền, mang trong mình khát khao phục hưng đế chế. Ông nhanh chóng thực hiện một số cải cách và nó lập tức có hiệu quả. Đội quân rệu rã của Đông La Mã đã có thể chặn đứng được cuộc viễn chinh thảo phạt của người Seljuk tại những khu vực biên giới. Đồng thời, họ còn cho người Seljuk nhận lấy trái đắng khi đội quân dưới sự chỉ đạo của Romanos IV đã chiếm được Hierapolis Bambyes, một khu vực gần với Aleppo của Syria, trước khi cho quân Hồi Giáo nhận lấy một đòn hồi mã thương đầy đau đớn. Tuy nhiên, Romanos IV cùng đội quân của mình vẫn thiếu một chút may mắn. Trong một chiến dịch quyết định được mở ra nhằm kết liễu đội quân Hồi Giáo, thì bằng một cách thần kỳ nào đó mà đội quân Seljuk dưới trướng của Sultan Abd Alan đã chiến thắng một cách thần kỳ. Nhưng nước đi tiếp theo của Sultan triều Seljuk lại khiến người ta khó hiểu hơn bội phần. Thay vì trả lên nuốt trọn đế chế Đông La Mã, thì ông lại chủ động giảng hòa với họ. Romanos IV như kẻ trôi sông, may mắn vớ được cọc, ông ta nhanh chóng ký vào một bản hòa ước với triều đình Seljuk. Hai bên bãi binh, đình chiến. Rất nhiều giả thiết đã được đưa ra về quyết định khó hiểu của Abd Alan, nhưng trong đó có một kiến giải được đánh giá là hợp lý hơn cả. Do trong thời kỳ đó, những đế quốc Hồi Giáo cũng có những xung đột và tranh chấp nảy lửa, đặc biệt là khu vực Tây Á và Bắc Phi. Đại diện tiêu biểu cho hai châu lục chính là triều đình Seljuk và Fatima. Sở dĩ Abd Alan
chủ động đình chiến với Đông La Mã để ông ta có thể tập trung cho cuộc chiến với nhà Fatima. Và đó thì mới là kẻ thù mà ông ta coi là đối trọng thực sự. Chiếm được Fatima rồi thì việc nắm gáy Đông La Mã sẽ dễ như nắm bàn tay. Còn nếu như chiếm Đông La Mã trước rồi mới đánh Fatima thì rất có thể Aslan sẽ lâm vào thế bí khi những xung đột tôn giáo giữa Đạo Hồi và Seyok và Thiên Chúa Giáo của Đông La Mã rất có thể sẽ làm cho họ không kịp trở tay hoặc sẽ bị suy giảm sức mạnh một cách nghiêm trọng. Vì vậy, việc chiếm Đông La Mã là không cần thiết, hay nói chính xác hơn là muốn đánh lúc nào cũng được. Tuy nhiên, Romanos thì cũng không phải là không có những kế hoạch riêng của mình. Vào tháng 2 năm 1071, Romanos cho sứ giả thời ý kiến Aslan để gia hạn hiệp ước đã ký vào năm 1069. Aslan vui vẻ đồng ý, vì như vậy ông có thể an tâm nam tiến mà không phải bận tâm tới biên giới phía tây bắc. Lập tức, Sultan Chersayak dẫn 3 quân tiến thẳng sang Bắc Phi nhằm hạ gục nhà Fatima. Tuy nhiên, Aslan đã bị đánh lừa. Việc gia hạn bản hòa ước chỉ là đòn đánh lừa. Ngay sau khi quân đội của Seyak đã tiến công Fatima, thì Romanos đã đích thân dẫn một đội quân lớn tiến vào Armenia để phục hồi các pháo đài bị mất trước khi người Seyak có thể kịp thời xoay trở. Romanos cùng với sự giúp sức của người Frank và Norman, người đột quyết và một đội quân người Georgia của Armenia đã băng băng xuyên qua Tiểu Á. Trong trận đại chiến này, quân Đông La Mã tổng cộng đã huy động được khoảng 40.000 đến 70.000 người, một đội quân khổng lồ dầm dập tiến công, âm vang về một chiến thắng kinh thiên động địa đã dội về rõ ràng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, việc hành quân xuyên qua Tiểu Á chưa bao giờ là dễ dàng. Cuộc tiến quân của binh đoàn Đông La Mã gặp vô vàn khó khăn khi họ phải vận chuyển một khối lượng lớn hành trang cho cuộc chiến. Khó khăn chồng chất khó khăn khi họ còn gặp phải sự phản kháng của người dân địa phương do những người Frank đã tổ chức cướp bóc mùa màng của cải. Cuối cùng, trước sức ép từ những người dân và những tướng lĩnh khác, Romanos đã buộc lòng phải sa thải người Frank, nên trong trận đại chiến sau đó không có sự tham gia của người Frank. Sau nhiều ngày hành quân vất vả, cuối cùng đội quân viễn chinh của Đông La Mã đã tới được Sebasteria trên sông Hay, tức là khu vực phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, vào tháng 6 năm 1071. Ngay khi chưa kịp ngồi ấm chỗ thì Romanos đã phải tổ chức ngay một cuộc họp bàn để bàn về chiến lược tấn công Seyak. Trong cuộc họp này, tất cả những tướng lĩnh quân viễn chinh đều cho rằng hãy nhanh chóng tổ chức một đòn đánh phủ đầu vào lãnh thổ của Seyak ngay khi Aslan chưa kịp chinh chiến tại Bắc Phi về và chưa có sự chuẩn bị. Tuy nhiên, cũng có một số tướng lĩnh cho rằng quân Đông La Mã mới tiến quân tới nên đóng quân lâu dài để cho binh lính nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một cuộc chiến trường kỳ. Cuộc tranh cãi giữa hai luồng ý kiến diễn ra vô cùng gay gắt. Và cuối cùng, Romanos đã phải đưa ra một quyết định. Bản thân ông ta cũng mong muốn một cuộc chiến tức khắc để trả mối quốc hận với triều đình Seyak. Vậy nên, quyết định được đưa ra là quân viễn chinh lập tức chuẩn bị tiến công, tận dụng triệt để ưu thế để gây bất ngờ và khiến cho Aslan không kịp trở tay. Nghĩ rằng Aslan còn ở xa, Romanos đã tiến quân về phía hồ Van, hồ nước lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, nằm ở phía đông quốc gia này. Dự kiến sẽ nhanh chóng chiếm lại Magicus cũng như pháo đài Cliat ở gần đó nếu có thể. Tuy nhiên, tất cả những chủ tính của Romanos đã hoàn toàn phá sản. Aslan ngay khi nhận được tin tình báo đã lập tức dẫn quân tức tốc quay trở về và đã ở trong khu vực với đồng minh. Lực lượng quân Hồi giáo cũng tinh nhuệ không kém quân viễn chinh khi có sự góp sức của 30.000 kỵ binh từ Aleppo và Mosul. Trinh thám của Aslan đã biết chính xác vị trí của Romanos, trong khi Romanos thì lại hoàn toàn không ý thức được những chuyển động của đối phương. Ngay khi có những sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, thì Romanos đã điều động một đạo quân nhỏ tiến tới chiếm lấy pháo đài Cliat, trong khi bản thân mình thì nắm lấy đại quân và thẳng tiến tới Magicus. Trận đại chiến thay đổi lịch sử Hồi giáo và Thiên Chúa giáo đã chuẩn bị diễn ra. Đại chiến Magicus. Ngay khi những ánh bình minh đầu tiên vừa ló dạng, Aslan đã triệu hồi và phát biểu trước ba quân khi đang khoác trên mình một chiếc áo choàng trắng như trong đám tang của người Hồi giáo. Khoác trên mình chiếc áo trắng, ông phát biểu một cách hùng hồn. Những câu nói ngày hôm đó của Aslan như một bài hịch tướng sĩ, khích lệ quân sĩ rằng hãy sẵn sàng chiến đấu vì quê hương. Bản thân ông là tiên phong khi khoác trên mình chiếc áo trắng này, cũng phải thề rằng quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Cho dù có phải đổ máu, cho dù có phải phơi xác ngoài đồng hoang, cũng quyết tâm bảo vệ đức tin và lãnh thổ. Sau đó, ông nhanh chóng điều binh khiển tướng tiến quân về Magicus, quyết chiến với quân Đông La Mã. Bên kia chiến tuyến, đạo quân chiếm pháo đài Cliat của Đông La Mã
cũng nhanh chóng thất bại. Thế nhưng do thông tin tình báo còn kém nên Romanos vẫn không hề hay biết mà vẫn điên cuồng tiến quân chiến đấu với quân Hồi giáo. Dưới sự chỉ đạo của ông ta, cộng với việc đạo quân chủ lực của An Aslan chưa kịp tới hỗ trợ, quân viện chinh băng băng tiến quân như chỗ không người. Những lưỡi gươm bán nguyệt của những chiến binh Hồi giáo đã không sao ngăn chặn được những thanh kiếm nặng nề của hiệp sĩ. Chẳng mấy chốc, quân Đông La Mã đã chiếm được thành phố Masikert vào ngày 23 tháng 8, tức là chỉ 2 tháng sau ngày tiến quân. Tuy nhiên, người Hồi giáo không vì thế mà chịu đầu hàng. Ngoài việc là những chiến binh thiện chiến trên lưng ngựa, họ còn là những nhà du kích đại tài. Người Syriac liên tiếp tổ chức các cuộc tập kích bằng cung thủ và gây không ít thiệt hại cho quân viễn chinh. Ngày hôm sau, một vài nhóm binh lính của quân Đông La Mã đã phát hiện ra đội quân Syriac khi đang đi tuần. Lo sợ đó là quân chủ lực của An Aslan, thế nên họ buộc phải rút về Masikert. Nhận được tin cấp báo, Romanos liền cho một viên tướng đi do thám. Thế nhưng, ông ta thì lại chưa tin đó là quân chủ lực của Syriac. Quá khinh suất, đạo quân đó quả thực là một đạo quân chủ lực của vương triều Hồi giáo. Và đạo quân do thám của Romanos bị bắt sống toàn bộ. Không thấy quân tình báo trở về, Romanos mặc dù vẫn còn chút hoài nghi, thế nhưng vẫn cuống cuồng tổ chức lại tuyến phòng thủ. Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn. Kỵ binh Hồi giáo đã quá nổi tiếng với sự cơ động và linh hoạt, nhanh chóng áp sát và tổ chức giao chiến với quân Đông La Mã, khiến cho Romanos không sao tiến công được. Thậm chí, tại một số vị trí trong tuyến phòng thủ, đội quân viễn chinh thiết lập đã bị đánh tan, khiến họ phải rút về sâu trong trận địa để phòng thủ. Cuộc tấn công ban đầu của An Aslan thắng lợi giòn giã. Giữa lúc ai cũng nghĩ rằng một cuộc đại khai sát giới sẽ được chuẩn bị nổ ra bởi những chiến binh Hồi giáo, thì An Aslan lại một lần nữa cho sứ giả sang quân doanh của Đông La Mã để yêu cầu nghị hòa. Nhưng lần này thì Romanos đã khước từ. Romanos cho rằng đội quân của mình thất bại ngay trận mở màn chỉ là một sai lầm không đáng có, và họ thì hoàn toàn đủ sức đánh bại quân Hồi giáo, giành lấy vinh quang. Để chuẩn bị cho cuộc phản công lớn này, ông ta quyết định chơi một ván bài ngửa, huy động tất cả những gì có trong tay. Chỉ một ngày sau quyết định từ chối nghị hòa, quân Đông La Mã đã giàn trận, dầm dập tiến công về phía quân Hồi giáo, khí thế như rời non lấp biển. Tả quân Bryennios chỉ huy, hữu quân do Theodoros Ayates chỉ huy, trong khi hoàng đế thì đích thân thống lĩnh trung quân. Andronikos Doukas được lệnh thống lĩnh lực lượng dự bị ở phía sau. Ở cách nơi quân Đông La Mã tổ chức giàn quân, quân đội Syriac đã sắp xếp thành một hình lưỡi liềm, sẵn sàng đối đầu trực diện bằng kỵ binh và cung thủ tinh nhuệ. Cung thủ Syriac đã tấn công quân đội Đông La Mã khi họ tiến tới gần. Tuyến giữa của hình lưỡi liềm liên tục di chuyển về phía sau, trong khi hai cánh bao vây quân đội Đông La Mã tạo thành hai gọng kìm, từ từ bóp chết quân Đông La Mã từ hai bên. Ngay khi giáp mặt hai bên đã lao lên chém giết, đúng như những gì được dự liệu từ trước, quân Đông La Mã hừng hực tiến công, thế nhưng nhanh chóng bị chặn lại bởi xạ thủ của quân Hồi giáo. Những cơn mưa tên liên tiếp được tạo ra chính là tiền đề để những chiến binh trên lưng ngựa vung lưỡi gươm bá nguyệt sáng loáng, thoải mái chém giết quân thù. Những hiệp sĩ Đông La Mã cũng không phải là những kẻ dễ bắt nạt. Những bộ giáp nặng nề đã nhanh chóng phát huy hiệu quả. Họ là những bậc thầy về chiến đấu giáp lá cà. Từng nhát chém nặng nề được chém xuống, nhanh chóng đẩy lùi được các cuộc tấn công của kỵ binh Hồi giáo. Đến chiều ngày hôm đó, quân Đông La Mã đã chiếm được trại của vua thổ. Nhưng khi hai bên vẫn còn chưa kịp nghỉ ngơi sau một ngày dài chiến đấu, thì quân Hồi giáo đã tổ chức một cuộc tấn công tiếp theo bằng xạ thủ. Hai cánh của quân Đông La Mã đã bị tổn thương từ cuộc chiến trước đó, nhanh chóng tan vỡ. Trong khi trung quân thì những hiệp sĩ vẫn điên cuồng đuổi theo người Hồi giáo, nhưng không thu được thành quả gì. Kỵ binh của người thổ cứ rút chạy mỗi khi bị đe dọa. Chiến thuật vừa đánh vừa chạy của các chiến binh trên thảo nguyên. Do Syriac đã tháo chạy, Romanos đã hạ lệnh rút quân trước khi đêm xuống. Tuy nhiên, hữu quân Đông La Mã đã hiểu sai lệnh và vẫn tổ chức tấn công. Trong khi đó, thì tướng thống lĩnh quân dự bị của Đông La Mã là Doukas đã đem quân đi xa khỏi khu vực trận chiến và không hỗ trợ hoàng đế. Đội hình quân Đông La Mã tự nhiên trở nên hỗn loạn vô cùng. Nhân khi quân đội của Đông La Mã trở nên lộn xộn, người Syriac đã chớp lấy thời cơ tấn công. Từng đợt tiến công khiến cho quân Đông La Mã rơi vào thế khó, không sao chống đỡ nổi. Một số ghi chép ghi lại rằng, ngay khi nhận thấy không thể chiến thắng, người Armenia đã phản bội quân của Romanos để bỏ trốn. Tuy nhiên, một vài tài liệu khác thì lại cho rằng bộ binh của Armenia đã chống cự mạnh mẽ, không quay đuôi và không từ bỏ hoàng đế như nhiều người vẫn nghĩ. Khi Romanos chứng kiến sự dũng cảm của những người lính Armenia, ông đã tỏ ra rất quý họ và tự hứa rằng sẽ ban thưởng cho họ. Vào cuối trận chiến, trung quân dưới quyền chỉ huy của hoàng đế và đội quân người Armenia là những người
phải chịu đựng số thương vong lớn nhất trong quân ngũ Đông La Mã. Quân La Mã tàn vỡ, thất bại nặng nề. Chẳng mấy chốc, doanh trại đã bị quân Sở Giác bao vây hoàn toàn. Romanos bị thương nặng và bị bắt bởi người Sở Giác làm tù binh. Những người sống sót là những người phải vượt qua đồng ruộng tháo chạy, và họ thì cũng bị người Thổ truy đuổi suốt đêm, nhưng không đuổi tới tận cùng. Vào lúc bình minh, lực lượng nòng cốt của quân đội Đông La Mã bị tiêu diệt hoàn toàn. Quân Hồi giáo dưới sự chỉ đạo của Al-Aslan đã đại thắng. Từ Manzikert đến cuộc thập tự chinh đầu tiên. Khi hoàng đế Romanos IV bị áp giải đến trước mặt Al-Aslan, vị Sultan không tin rằng gã đàn ông mình đầy máu me, quần áo rách, bụi bặm kia lại là hoàng đế của La Mã. Sau khi biết được danh tính thật của ông, Al-Aslan đã làm nhục bằng cách đặt chân lên cổ của hoàng đế và buộc ông phải hôn đất. Sau màn lao nhục xong xuôi, Al-Aslan nâng Romanos đứng dậy và ra lệnh phải đối đãi với ông ấy như một vị vua. Kể từ đó, vị hồi vương này cư xử với Romanos cực kỳ tử tế, chẳng bao giờ nặng lời với ông suốt 8 ngày trời hoàng đế ở trong trại của mình. Rồi sau đó, ông ta cho người thả vị hoàng đế về nhằm đổi lấy hòa ước và một lời hứa về một khoản tiền chuộc khổng lồ cùng các khoản cống nạp hàng năm. Mặc dù không có bất kỳ một cuộc thảm sát nào được diễn ra, thế nhưng về mặt chiến lược thì thất bại tại Manzikert thực sự là một thảm họa với Đông La Mã. Với những thiệt hại nặng nề trong cuộc chiến lần này, đế quốc Đông La Mã đã tiến một bước dài để tới với thời kỳ thoái trào, mà họ mất toàn bộ sự kiểm soát ở trung tâm phía đông của vùng Anatoly của đế quốc Đông La Mã. Thất bại này được coi như một đòn chí mạng, là thảm họa lớn nhất của đế quốc trong 7 thế kỷ tồn tại. Sự suy yếu này làm cho Đông La Mã mất toàn bộ ảnh hưởng ở phía đông và nhanh chóng bị Hồi giáo áp chế. Chỉ 10 năm sau thất bại đầy cay đắng đó, lãnh thổ của đế chế Đông La Mã chủ yếu chỉ còn vùng Ban Căng ở phía châu Âu cùng với rìa Tây Bắc của vùng Tiểu Á, và họ phải đối mặt với kẻ thù là người Norman ở phía Tây cũng như người Thổ ở phía Đông. Để đối phó với người Hồi giáo, Hoàng đế Đông La Mã buộc phải cầu viện Giáo hoàng Urban II, dẫn tới cuộc thập tự chinh lần thứ nhất. Hãy cùng chuẩn bị cho đón series tiếp theo của Battle Cry về 9 cuộc thập tự chinh nhé. Vậy các bạn có suy nghĩ gì về trận chiến này? Số phận của đế chế Đông La Mã rồi sẽ đi về đâu? Hãy để lại ý kiến và cùng Battle Cry bàn luận nhé. Cảm nghĩ của bạn sau khi xem xong video này là gì? Hãy để lại comment ở phần bình luận bên dưới nhé. Hãy subscribe để theo dõi các video khác trên kênh mình nhé. Tương tác thêm với chúng mình trên Facebook tại fanpage Battle Cry khám phá thế giới nhé. Link của page mình có để ở phần mô tả và top comment bên dưới nhé. Ngoài ra, nếu bạn thích thú với những câu chuyện về thế giới kinh doanh, hãy ghé Battle Cry thương trường kỳ truyện, nơi có những câu chuyện về thế giới kinh doanh cực kỳ thú vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.